Chào bác nhé, chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em. Cảm ơn các bác đã dành chút thời gian theo dõi video. Hôm nay em có một con nén khí nhá, con này thanh lý, hàng nguyên chất bãi. Giờ là máy không chạy, nguyên không chạy luôn nhá. Đấy, bán thanh lý rồi, bác về nghiên cứu nhá. Đấy, cái này của nó là bằng nhôm. Cái dòng này dòng áp cao là bác biết rồi đấy, nó chạy thì nó khỏe. Đấy, mà nó có để được 3 chiều đứng kiểu này cũng được, mà nằm xuống kiểu kia cũng được, mà đứng như thế này cũng được nhá. Con này xem là hãng gì, Hidicon hay gì, Hidicon nhá. Đấy. Đấy, đầu điếc của nó đây. Đấy. Nguyên chất nhá, cắm không chạy. Đấy, bình nhôm của nó đây, bình nhôm dày côi nhá, bình này như 12 lít hay gì đó. Đấy, thanh lý con này thôi. Đấy. Giá của nó là 600.000. Đấy, bác về nghiên cứu nhá. Con này nặng khoảng trên 20 kg bác nhá, 22-23 kg gì đó. 600k. Đấy, bác nào mua thì chuyển khoản cho em, không đặt cọc nhá, giá không bao gồm phí ship. Và xin chào các bác nhá.